Xin chào quý vị anh chị và thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn cách kết nối Bluetooth loa kéo với laptop. Thì trước mắt quý vị anh chị và các bạn đây là một chiếc loa kéo karaoke, beatbox và một chiếc laptop. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn cần đây các bạn sẽ cần bật cái Bluetooth trên loa kéo này. Các bạn bật. Beatbox Agnos Sunka Media kính chào. Ok. Vui lòng kết nối Bluetooth. Ok, đối với dòng loa kéo của Agnos Sunka Media thì việc ưu tiên chọn Bluetooth là đầu tiên. Khi bật lên là sẽ tự động bật cái chế độ Bluetooth rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc kết nối bật Bluetooth ở trên laptop thôi. Đây thì các bạn sẽ vào cái phần ở trên đây là mình đang sử dụng MacBook Air 11. Thì các bạn sẽ chọn vào cái Bluetooth trên biểu tượng này. Sau đó các bạn ấn tùy chọn. Đó. Thì ngay lập tức các cái thiết bị có phát Bluetooth sẽ hiện ra. Đây, thì các bạn cần xác định tên con loa của các bạn. Ví dụ con loa kéo các bạn tên là gì thì chúng ta cần xem tên của thiết bị đó phát ra. Ở đây mình sẽ sử dụng là K-Beatbox. Đó, mình sẽ lại tên rồi. Thì các bạn chỉ việc ấn kết nối này. Các bạn kết nối này. Ấn chuột vào kết nối. Beatbox đã kết nối Bluetooth. Ok, vậy là hai thiết bị loa kéo và laptop đã kết nối với nhau. Đó, đã kết nối các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử một đoạn nhạc nhé. Ok, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cách kết nối loa kéo với chiếc laptop thông qua Bluetooth. Chúc quý vị anh chị các bạn thành công. Và nếu quý vị anh chị các bạn có những thắc mắc băn khoăn hoặc là các bạn chưa kết nối được giữa máy tính của chúng mình và laptop thì các bạn có thể để lại bình luận xuống phía dưới. Mình và các ông sự sẽ sẵn sàng có thể giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Nếu quý vị anh chị các bạn thấy clip của mình hấp dẫn, hãy ấn like và subscribe để giúp mình có thêm động lực để chia sẻ đến quý vị anh chị và bạn những clip hấp dẫn hơn. Và chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.